Ngoài trời đây. Anh ơi. Rồi sò tới quá. Ốc sò à có đâu. Để người chờ cái chữ gần. Sài cù cù công vị là cũng đang coi một thứ gì đi là thấy mới bị nhát nó lại thực hài ăn hàng cù ọt không thấy mày nó bị nhát không muốn đầy này sẽ liếm nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó đốt sạch chứ đốt sạch chưa phút bia chẳng anh con miền thứ hai là nghề gì chứ ba bực nôm thì như vậy mới sao mà có lâu được.